tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh Phú Hiếu Nguyễn. Ngày hôm nay mình xin được phép trở lại chương trình karaoke ca nhạc tại nhà để được gửi tới tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn một bài hát rất nổi tiếng của người nhạc sĩ đa tài Trần Tiến, đó là bài Chị Tôi. Kính mời tất cả mọi người cùng thưởng thức. Hãy subscribe.
tàu đâu cháy câu, bao la châu buồn rơi theo. Chỉ tôi chưa lấy chồng. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Thân ái, hẹn gặp lại.